Chào các bạn, chúng ta đã gặp nhau trong các series video hướng dẫn từ học phần mềm kế toán Visa Online. Buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách thức để các bạn kê khai cũng như lấy dữ liệu phục vụ cho việc kê khai thuế giá trị gia tăng trên phần mềm kế toán Visa. Đây cũng là một nội dung mà tương đối quan trọng, rất nhiều các doanh nghiệp sử dụng. Thực ra về trình tự kê khai thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng dựa trên hóa đơn thì các bạn đã làm ngay ở trong các phần hành trước mà chúng ta đã học, như các phần hệ quỹ, các phần hệ ngân hàng, mua hàng hay là tài sản cố định, phiếu kế toán. Đây tôi sẽ giới thiệu là, ví dụ như ở trong phần quỹ, ở trong phần phiếu chi, các bạn đã có khá nhiều các phiếu chi liên quan đến các hóa đơn đầu vào. Ví dụ tôi lấy thử hóa đơn mua xăng dầu, chúng ta có phiếu chi thanh toán chi phí xăng dầu. Trên hóa đơn này có tiền thuế. Vậy khi các bạn hạch toán xong thì chúng ta đã làm thao tác kê khai ở tab số 2 đây rồi. Các bạn đã thấy có tiền thuế, tiền hàng, ngày hóa đơn, số hóa đơn, các thông tin về nhà cung cấp, đơn vị bán đây rồi. Vậy tất cả những thông tin ở mục thuế này sẽ được lên trên các cái bảng kê hóa đơn đầu vào phục vụ cho thuế giá trị gia tăng. Hoặc ví dụ như các bạn làm ở form mua hàng. Đấy, tôi có một nghiệp vụ mua hàng. Các bạn cũng thấy trên hóa đơn này có phần tiền thuế, thì ở tab số 2 chúng ta cũng đã có các số liệu liên quan đến tiền hàng, tiền thuế và thông tin ở một hóa đơn. Các bạn cũng có các thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn và thông tin về nhà cung cấp. À, vậy tất cả khi bạn có đủ thông tin này thì các dữ liệu này sẽ được cập nhật lên trên bảng kê các hóa đơn đầu vào cũng như ở phần đầu ra. Vậy sau khi các bạn hạch toán xong đủ hết các chứng từ dựa trên hóa đơn đầu vào đầu ra, kết thúc một kỳ xong, các bạn sẽ tiến hành lập tờ khai dựa trên các bảng kê hóa đơn mua vào bán ra. Vậy trình tự các bước các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vào phần nghiệp vụ, chúng ta chọn module thuế và các bạn sẽ chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng theo pháp khấu trừ 101 đấy ạ. Tùy theo kỳ kê khai của doanh nghiệp, các bạn sẽ chọn kỳ kê khai tháng hay quý. Ví dụ đây, doanh nghiệp này kê theo quý, tôi chọn tờ khai quý 1 năm 2018. Để tiện cho việc đối chiếu thì các bạn nhớ tích thêm vào hai ô đấy, phụ lục 011 và phụ lục 0122, đó là bảng kê hóa đơn bán ra và bảng kê hóa đơn mua vào. À, chúng ta sẽ tích vào đây. Và sau đó các bạn bấm nút đồng ý để xem dữ liệu. Ở đây sẽ hiện ra thông tin của tờ khai thuế giá trị gia tăng theo pháp khấu trừ của một quý đây. Thì các bạn sẽ thấy nhìn các chỉ tiêu thuế kỳ trước chuyển sang, đây là số của số dư của kỳ trước chuyển sang. Mục số 1 là mã hàng hóa dịch vụ mua vào, giá trị hàng hóa, tiền thuế. Mục 2 là mã bán ra, giá trị hàng hóa, doanh thu, tiền thuế và mức thuế suất 10% và tính ra chênh lệch. Vậy các số thuế, tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào đầu ra sẽ được lấy dựa trên các phụ lục, đó là bảng kê hóa đơn mua vào bán ra. Bạn sẽ xem chi tiết bằng cách các bạn bấm ở trên phụ lục phía trên. Ví dụ tôi bấm phụ lục 011 sẽ là xem các bảng kê chi tiết hóa đơn đầu ra, 012 là bảng kê hóa đơn đầu vào. Tôi sẽ bấm 011 thì bạn nhìn thấy, ví dụ trong quý này doanh nghiệp có sử dụng là 4 hóa đơn 2, 3, 4, 6. Các bạn có thể rà soát lại vì kiểm tra hóa đơn đầu ra tương đối dễ, tại vì các hóa đơn chúng ta viết theo thứ tự ngày tháng đó, rồi hóa đơn. Vậy cái tổng số doanh thu đây và tiền thuế này sẽ được chuyển vào mục hàng hóa dịch vụ bán ra. Tương tự như vậy đối với phụ lục 012, đó là bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào. Hóa đơn mua vào thì thường các doanh nghiệp sẽ nhiều hóa đơn chứng từ và sẽ sắp xếp tương đối khó hơn vì rất nhiều nhà cung cấp. Thế trong quá trình các bạn hạch toán đã tiến hành kê khai rồi thì tuy nhiên cũng thi thoảng có những lỗi trong quá trình các bạn hạch toán ghi chép dẫn tới hóa đơn đấy không hiển thị trên bảng kê. Thì các bạn lưu ý ở phía dưới góc dưới chúng ta có một cái nút và có một số chứng từ người ta cảnh báo đấy, một số chứng từ hóa đơn không lên bảng kê do thiếu thông tin như là số hóa đơn hay ngày hóa đơn hay nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào. Chúng ta sẽ bấm vào đây để xem chi tiết. Tôi sẽ bấm thử xem trường hợp này doanh nghiệp có sai sót gì không. À, đây hiện lên hai cái hóa đơn ở trong một phiếu chi mà không thể hiện được lên trên bảng kê hóa đơn. Tôi sẽ bấm vào để xem thử phiếu chi số 24. Bạn nhìn thấy ở đây có tiền thuế. Đúng không ạ? Chúng ta có tiền thuế 125.000 nhưng hóa đơn này không được kê khai lên. Và nhớ khi một cái hóa đơn được kê khai lên bảng kê phải có đủ thông tin này. Đó là số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên người bán, tiền hàng, tiền thuế. Tôi sang tab số 2 thuế. Nhìn thấy, này tiền thuế có rồi.
Nhưng bạn nhìn thấy ở đây số hóa đơn của tôi đang bị bỏ trống. Vậy mỗi một cái thông tin mà hóa đơn các bạn chưa kê khai số hóa đơn thì cái này sẽ không được hiển thị lên trên bảng kê. Vậy tôi sẽ bấm nút bỏ ghi để tôi sửa lại. Bỏ ghi. Các bạn bấm sửa và gõ thêm số hóa đơn vào đây ạ. Rồi sau đó chúng ta bấm cất vào. Tương tự như vậy tôi sẽ sửa cho cái chứng từ số 2, vị trí 25. Đây các bạn nhìn, cũng là thiếu mất thông tin của hóa đơn. Tôi sẽ bấm bỏ ghi và sửa. Gõ lại số hóa đơn. Đấy, vậy một cái hóa đơn để lên trên bảng kê phải có đủ thông tin này, số hóa đơn này, bạn nhìn giúp lại nhé, số hóa đơn này, ngày hóa đơn này, nhóm hàng hóa dịch vụ các bạn luôn luôn để mục 1, nó là hàng hóa dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuế nhé. Các chỉ tiêu gì nữa à? Tiền hàng, tiền thuế, là tiền thuế rồi, và thông tin về nhà cung cấp. Đấy, nhà cung cấp, tên nhà cung cấp và số thuế, được chưa? Đấy, vậy là trong cái bảng kê quý rồi có hai hóa đơn là tôi kê thiếu thông tin nên không hiển thị trên bảng kê. Rồi sau khi tôi làm xong thì tôi thoát ra để tôi vào lại để chương trình cập nhật lại nghiệp vụ thuế tờ khai, các bạn chọn là tờ khai quý. Đây thì các hóa đơn sửa lại sẽ được cập nhật. Đây, hóa đơn 012, bạn sẽ nhìn thấy hai cái hóa đơn tôi vừa sửa đây, hóa đơn 4325 và hóa đơn 43544, hai hóa đơn tôi đã sửa xong rồi. Đấy, số tiền ở trên các bảng kê hóa đơn mua vào bán ra này sẽ được thể hiện lên trên tờ khai. Là ví dụ là thuế đầu vào là 201507117. Bạn nhìn trên tờ khai đấy ạ, 201507117. Vậy là chúng ta đã hiểu được các cái số liệu ở trên các tờ khai này rồi. Các bạn lưu ý trong quá trình bạn kiểm tra hóa đơn, nếu bị hóa đơn là bạn nghi ngờ sai, chúng ta có thể bấm luôn trực tiếp vào các cái số hóa đơn và chứng từ màu xanh đây. Mình sẽ cho phép link lại cái form các bạn nhập chứng từ để chúng ta có thể kiểm tra xem hoặc là điều chỉnh hoặc là sửa xóa. Chúng ta quay lại về thông tin của tờ khai. Các bạn sẽ ghi điền thêm thông tin của người ký, như tên đại diện pháp luật chẳng hạn. Đó, và ngày ký. Sau chúng ta bấm nút cất. Đấy là chúng ta đã thực hiện xong cái tờ khai. Và cái số liệu này thì các bạn sẽ phục vụ cho việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Nếu mà phần mềm chúng ta chưa có bản quyền của riêng công ty thì các bạn sẽ lấy các số liệu ở đây để các bạn điền lên trên phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản đây, là các chỉ tiêu tiền hàng này, tiền thuế này, đầu ra là doanh thu này, tiền thuế để lên phục vụ cho tờ khai. Được chưa? Cũng để phục vụ cho tờ khai thì các cái bảng kê hóa đơn mua vào bán ra, đây, hóa đơn bán ra 011, 012 các bạn cũng nên xuất khẩu ra để chúng ta lưu dưới file Excel phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu sau này. Vì chúng ta biết rồi là khi nộp cho cơ quan thuế chúng ta chỉ nộp có tờ khai thôi đúng không? Thế còn các phụ lục này là doanh nghiệp lưu cho doanh nghiệp. Thì cách tốt nhất các bạn lưu thì các bạn sẽ xuất khẩu ra file Excel để các bạn lưu. Đấy, ví dụ tôi xuất khẩu ra file Excel. Đây, thì cái file Excel lưu sẽ lưu các thông tin bảng kê hóa đơn đây, các bạn nhìn thấy đúng không? Đây là bảng kê hóa đơn đầu ra. Đấy, các bạn, vậy những cái bảng kê này phục vụ cho cái tờ khai sau này giải trình với cơ quan thuế. Đây là phần thứ nhất. Sau khi các bạn lập tờ khai xong rồi thì chúng ta sẽ xác định các nghĩa vụ thuế xem doanh nghiệp phải nộp hay còn được khấu trừ trong kỳ, thì chúng ta sẽ làm nghiệp vụ là kết chuyển bù trừ thuế giá trị gia tăng. Thì sau khi lập tờ khai xong thì các bạn sẽ vào giúp phần nghiệp vụ. Chúng ta chọn mục thuế và các bạn chọn mục khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Mục này điểm gì? Mục này nếu trong kỳ chúng ta phát sinh cả thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế giá trị gia tăng đầu vào, tức là hai tài khoản ấy, 3331 và 133, thì các bạn sẽ làm thao tác khấu trừ thuế, tức là kết chuyển bù trừ đầu vào đầu ra. Tôi bấm vào đây ạ. Chúng ta chọn kỳ là theo quý, quý 1 năm 2018, sau bấm vào nút đồng ý. Chương trình sẽ lấy dữ liệu toàn bộ trên các bảng kê hóa đơn. Đấy, thuế đầu vào của chúng ta là 207 đây, thuế đầu ra là 129 đấy ạ. Vậy thì chương trình sẽ kết chuyển lấy số nhỏ hơn trong hai số. Đây, chúng ta là số nhỏ hơn là số 129 và 44. Vậy sẽ kết chuyển này. Vậy sau khi kết chuyển xong thì bạn thấy là thuế đầu ra là bằng 0, tức là doanh nghiệp không phải nộp. Còn thuế đầu vào sẽ còn cái phần còn lại đây.
Rồi nghiệp vụ này tự động xong, các bạn bấm nút cất. Lưu ý các bạn chỉ làm được nghiệp vụ khấu trừ này khi các bạn đã lập tờ khai ở bước vừa rồi đấy, đã bấm cất tờ khai rồi thì mới có số liệu để làm khấu trừ này. Thế còn nếu doanh nghiệp nào mà các bạn không lập tờ khai trên phần mềm MISA thì nghiệp vụ khấu trừ thuế này các bạn lưu ý chúng ta sẽ làm ở phần phiếu kế toán, tức là doanh nghiệp sẽ tự định khoản tài khoản nợ, tài khoản có và số tiền. Các bạn lưu ý như vậy. Và trên đây đang hướng dẫn các anh chị các bạn trình tự các bước các bạn kê khai thuế cũng như lấy dữ liệu bảng kê hóa đơn mua vào bán ra phục vụ cho kê khai thuế giá trị gia tăng. Cái công tác này là tương đối quan trọng. Nếu doanh nghiệp chúng ta mà chưa có người kê khai thuế thì các bạn có thể kết hợp luôn trên phần mềm vừa hạch toán kế toán và kê khai thuế. Thế còn nếu doanh nghiệp có người chuyên trách làm công tác kê khai thuế thì các bạn làm kế toán, sau khi làm xong thì sẽ lập tờ khai và đối chiếu số liệu của kế toán này với số liệu của kế toán phụ trách phần kê khai thuế để kiểm tra các phần đúng sai như vậy. Hy vọng rằng với các kiến thức chúng ta hướng dẫn về trình tự các bước kê khai thuế này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc kê khai thuế giá trị gia tăng và thực tế doanh nghiệp các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.